Anh Duy, có bạn gái rồi hả? Mình và bạn gái mình cũng mới quen gần đây thôi. Thấy bài post, mọi chuyện là sao vậy? À, thì anh Duy vừa mới chia tay bạn gái. Lan xin lỗi nha. Nhưng mà Lan Anh tưởng là mối quan hệ cả hai đang rất là tốt. Ủa, tại sao tự nhiên lại chia tay vậy? Duy lúc đầu cũng nghĩ như vậy á, nhưng mà không phải vậy. Nếu như mà anh Duy cảm thấy buồn thì có thể kể với Lan Anh. Có thể là anh Duy sẽ cảm thấy đỡ hơn á. Thật ra thì Duy crush bạn ý cũng lâu lắm rồi. Cả hai dường như đã thành một đôi. Hoặc là anh Duy nghĩ vậy. Nhưng thật ra thì crush mới chấp nhận cái lời mời quen Duy là chỉ vì bạn ấy thấy thương hại Duy thôi, chứ không có tình cảm. Lan Anh có thấy anh Duy khó không? Tự dưng cái mình nói ra tình cảm của mình để rồi mất đi người mình thích. Không, Lan Anh không thấy anh Duy khờ đâu. Mà ngược lại là Lan Anh thấy anh Duy rất là dũng cảm nữa. Tại vì là rõ ràng là không thể nào mà dễ dàng khi mà để nói ra được cái tình cảm của mình với người mình thích mà, đúng không? À mà anh Duy đừng buồn. Tại vì anh Duy còn có Lan Anh mà. Nhờ nói chuyện với cả Lan Anh thì Duy cảm thấy tâm trạng của Duy cũng tốt hơn. Thật ra thì Lan Anh cũng có buồn và giận anh Duy về việc mà anh Duy làm Lan Anh hiểu nhầm. Nhưng mà anh Duy có biết tại sao mà Lan Anh hiểu nhầm anh Duy không? Tại vì thực ra là Lan Anh cũng thích anh Duy. Nhưng mà hiện giờ thì anh Duy cứ buồn đi. Khi nào hết buồn thì lại nói cho Lan Anh biết nha. Ủa, chi vậy Lan Anh? Ủa trời, con trai ai cũng khờ vậy luôn hả? Thì để tôi còn crush lại chứ chi nữa. Còn bây giờ á, tôi sẽ tạm thời uncrush. Và chừng nào mà anh Duy quên được bạn nữ kia thì là anh sẽ crush lại chứ sao. Nha. Ok, nhớ rồi. Anh Duy lúc nào mà không còn nghĩ về bạn kia nữa thì sẽ báo cho Lan Anh biết nha. Nhớ nha. Em từ đâu đến nơi này, cho lòng anh thêm nắng say. Mưa tan tan vẫn mong chờ. Hy vọng mọi người đã có những phút giây thật là tuyệt vời sau khi xem phim Crush Game. Còn cuối tuần này thì cùng đón xem nhạc chế mới của Gigi trên kênh Orion thôi nhé. Sáng nắng chiều mưa lại có nhiều người cua, tâm lý em thật là khó đoán.